Rồi xin chào anh em đam mê chăn nuôi trồng hương nha. Thì đây là mình thích quay 6 cái con đực của mình nè, 6 con đực làm giống á mọi người. Đó, con rất dài không? Cái bề dài của nó mà đứng lên tới trên cái lòng của mình luôn á, là nửa thước đó mọi người. Nó đứng từ trên từ dưới lên á. Đó, 6 con đó. Thì nó hầu như nó mới có 10 tháng rồi nha, 10 tháng 11 tháng tầm đó, đó. Thì mình có hay quay đó, nếu mọi người theo dõi đó, thì mọi người sẽ nhận ra được là cái bầy ba, hai cái bầy ba này, tức là mình chọn mấy con đực này để lại làm giống đó. Đó. Thì một trong những cái ý mình muốn trao đổi ở cái clip này á, đó là vừa rồi mình có bán chồn cho một anh ở dưới Bến Tre. Thì qua cái trao đổi và tâm sự á, thì ảnh cũng có nói chuyện với mình á, là ảnh đã từng xem một trăm mấy chục cái clip thì ảnh mới chọn được một cái trại để mà coi như là mua giống. Thì mình cũng rất là cảm ơn ảnh đã chọn cái trại mình, tin tưởng chọn cái trại mình để về nhân giống đó. Khi mà ảnh gọi điện cho mình đó, thì mình nói hết giống rồi, mùa này nó không còn bé bi nữa, nó toàn là chồn lớn không à. Tuy nhiên ảnh muốn lên tới nơi để tham khảo xem luôn. Thì khi mua về á, thì mình cũng có nhắc nhở ảnh là nên cho nó uống cái C á, C sủi cho người á, cho nó ổn định cái tinh thần của nó, tức là nó không có bị stress á, nó hạn chế cái đi xa hơi xa, cho nó ổn định. Sau đó rồi cho nó ăn chuối. Ăn chuối một thời gian đó, ăn chuối rồi bắt đầu là ngày thứ hai đó, là cho nó ăn bình thường. Nếu như thấy nó không có bị stress thì ảnh cũng làm theo cái việc đó. Thì mới hồi nãy á, mình gọi điện hỏi thăm xem thử coi chồn ăn uống như thế nào, thì ảnh nói rất là tốt rồi. Ăn là giờ cho ăn tới từ 2 tới 3 cữ một ngày luôn. Đa số đây mình cho ăn có một cữ buổi chiều, còn buổi sáng này ít lắm, hầu như không cho ăn. Ví dụ như buổi sáng mình cho này ăn là lý do là mình có quay phim nè, mình có quay clip á, mình mới cho nó ăn thêm một trái chuối, hai trái chuối chơi, cho nó đi tới đi lui cho nó sinh động. Đó. Thì nói tóm lại á, là cái việc á, mà mọi người chọn con giống á, là cái việc rất là quan trọng, rất quan trọng. Ở chỗ là mọi người lưu ý cho mình đó, đó là cái con giống đó, ví dụ như giống tốt đó, to con dài và coi như là đẻ sai thì sau này mọi người đỡ cực. Ví dụ như giống mà quá nhỏ, con mẹ chừng 2 ký mấy, 2 ký 2, 2 ký 3, có lúc 2 ký rưỡi, thì khi mà ra con á, để bán thịt á, thì bán thương phẩm á, thì nó không có đạt nha, tức là cái thời gian nuôi mình rất lâu nó mới vô số ký. Bây giờ thương lái thường người ta thu từ 2 ký 3 cho tới 4 ký, hoặc 2 ký rưỡi cho tới 4 ký, thì con giống của mình nó không đạt vô cái size đó thì nó rất là khó bán thương phẩm. Đó, mà mình coi cái con chồn nó tròn tròn thôi chứ mà nó mập quá là họ không mua. Đó, mình nên hướng anh em đi cái hướng là thương phẩm. Sau này giống nó bảo hòa thì nên đi cái thương phẩm hoặc là cà phê chồn. Đó, thì cái con to bây giờ nó ăn cũng nhiều hơn cái con nhỏ. Đó, đa số là như vậy nha. Đa số là con to nó ăn nhiều hơn, thì ví dụ như ăn cà phê chồn nhiều hơn. Đó. Rồi một cái ý nữa là mọi người nên tìm hiểu kỹ những cái trại ở trên YouTube, trên Facebook, trên TikTok chẳng hạn. Họ có rất là nhiều con giống và họ đã
từng là coi như đăng cái clip lên chia sẻ kinh nghiệm rất là nhiều. Thì mình nên chọn những cái trại họ quay họ chia sẻ là nhiều clip và lâu rồi. Ví dụ như mình là từ 2017 bắt đầu mình có clip rồi, tức là trước đó là mình đã bắt đầu nuôi. Rồi khi có con giống, tức là có bé bi rồi đó, mình mới bắt đầu mình quay lên. Thì cái này là một trong những cái là để cho mọi người thấy quá trình họ chăn nuôi như thế nào, để họ mình quyết định chọn cái trang trại đó. Nhưng mà một số anh em là mua coi như là hàng không đảm bảo chất lượng, hàng nói chung là không tốt về con giống nhỏ con giống coi như là bệnh tật, rồi không đạt tiêu chuẩn, về vẫn ôm nuôi nuôi tới 3 4 năm sau thì nó không có đạt được cái mong muốn của mình thì nó cũng phí đi đó. Thì cái đó mình cũng trao đổi với lại anh em cái ý đó, để sau này anh em mà có chọn con giống á thì nên tìm hiểu kỹ những cái trang trại nó có cái chăn nuôi đó, lâu năm và đã tối ưu sản phẩm, đã chọn lọc được cái sản phẩm con giống tốt, con giống đẹp đó, thì mọi người đầu tư nó đỡ tốn thời gian hơn đó. Đó, mọi người thấy con này miếng đực này nó dài kinh luôn á. Đó. Mà ăn thì thôi chứ ăn nhiều lắm. Nó háo ăn. Thì đây là cái clip mình muốn chia sẻ với mọi người, tức là nên nên là tìm hiểu kỹ á, ý là mình muốn nói như vậy, tìm hiểu kỹ trước khi mình chọn mua giống đó, ở những cái trang trại, những cái video clip hoặc là những cái chỗ mà mình nuôi đó, thì mình nên tìm hiểu kỹ để cái con giống của mình khi về nó đạt được cái tiêu chuẩn tiêu chí của mình đề ra, ví dụ như dài đòn nè, cao nè, rồi coi như là số ký nặng đó. Thì cái đó để anh chi, để mọi người có thể nói là sau này nó dễ hơn so với lại người ta ở chỗ là cái con giống mình, ví dụ như con này 10 tháng có thể lên trọng lượng tới 3 ký mấy 4 ký rồi đó. Nếu mà nuôi thêm lên thì nó lên được khoảng 5 ký chẳng hạn, mà nếu mà để nó ốm xuống lại thì cũng còn khoảng là 4 ký 4 ký rưỡi, nó cũng vô cái cỡ ha. Cái này mình nuôi chừng 6 7 tháng là nó có thể lên được 3 ký rồi đó. Thì đây là một trong những cái mà kinh nghiệm mình muốn mọi người chia sẻ với mọi người đó. Xin cảm ơn mọi người theo dõi.